Siêu mẫu Ngọc Quyên phát ngôn gây sốc sau khi thừa nhận ly hôn chồng Việt Kiều Mỹ. Ngọc Quyên và ông xã Việt Kiều Richard Lê đường ai nấy đi sau 4 năm chung sống. Nguyên nhân của việc ly hôn là bất đồng quan điểm, không tìm được tiếng nói chung. Trong khi công chúng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này và bày tỏ sự lo lắng cho tinh thần của Ngọc Quyên, thì cựu siêu mẫu lại bình thản đến ngạc nhiên. Cách đây ít giờ, trong livestream trên trang cá nhân, Ngọc Quyên cho biết đây là chuyện bình thường trong cuộc sống. Cô cũng không bị ảnh hưởng tâm trạng quá nhiều. Cựu siêu mẫu chia sẻ, hôm nay ai cũng hỏi, nhưng mình sống vui, sống khỏe là được. Quyên không quan tâm đâu, khi nào má mất Quyên mới buồn, chứ còn chuyện này rất bình thường trong cuộc sống. Vì bây giờ, cuộc sống của Quyên rất là ổn, không có gì phải buồn hết. Thứ nhất, Quyên có công việc ổn định, độc lập tài chính, con cái khỏe mạnh, gia đình vui vẻ, có gì mà phải buồn đâu. Quyên hạnh phúc khi có mẹ, có con trai, không có gì buồn hết nên mọi người đừng chia buồn với Quyên nhé. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người sẽ có một giai đoạn và tự mình đối đầu với nó. Không hề nói suông, nhìn vào cuộc sống hai ngày qua của Ngọc Quyên khiến ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O vì kinh ngạc. Thay vì khóc lóc như bao người phụ nữ khác, Ngọc Quyên vẫn tỏ ra khá bình thản. Vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, cô cùng mẹ và con trai của mình đi chơi Halloween tại Mỹ. Trong livestream trò chuyện với người hâm mộ, Ngọc Quyên cho biết cô đang rất bận với công việc kinh doanh và chăm sóc con trai. Vì thế cô chưa thể có được cái hẹn với người hâm mộ Việt ngày chính xác tái ngộ tại Việt Nam. Tiếp đó, Ngọc Quyên lại quay clip hướng dẫn trang điểm một cách vui vẻ. Cô tỉ mỉ chỉ dẫn từng công đoạn trang điểm cho khán giả yêu thích mình. Một công việc mà cựu siêu mẫu duy trì hàng ngày là giới thiệu sản phẩm mới do cô bán. Thậm chí Ngọc Quyên còn tận tâm trả lời từng bình luận và chụp ảnh phản hồi của người dùng. Có vẻ như đúng như lời Ngọc Quyên nói, ly hôn là chuyện thường của cuộc sống và có lẽ cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên việc hòa nhập với sinh hoạt của một single mom khá nhẹ nhàng. Siêu mẫu Ngọc Quyên công khai ly hôn chồng Việt Kiều sau hơn 3 năm chung sống tại Mỹ. Đám cưới vào đầu năm 2014 của Ngọc Quyên được xem là đám cưới liều trong Vbiz khi cô quyết định lập gia đình chỉ sau một tháng quen, thậm chí cô không hề biết gì về quá khứ của người yêu mình. Sau đó Ngọc Quyên sang Mỹ định cư, sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao của nữ người mẫu cũng dừng lại tại đây khiến người hâm mộ tiếc nuối. Mới đây nhất, Ngọc Quyên cũng đã nhận được đơn chứng nhận ly hôn từ tòa án quận Cam, bang California sau một năm nộp đơn và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Theo đó, chồng của chân dài, bác sĩ Richard Lê cũng xác nhận hôn nhân của mình đã tan vỡ. Và chính Ngọc Quyên là người chủ động đề nghị ly hôn. Cô đi nộp đơn và đóng lệ phí từ tháng 4 năm 2017. Ngọc Quyên từng chia sẻ rằng dù cưới nhau đã lâu, nhưng cô vẫn không biết gì về gia đình chồng. Thậm chí khi sang Mỹ định cư, cô cũng không làm dâu hay gặp gỡ người thân của chồng. Cô bộc bạch, đến bây giờ tôi cũng không biết người nhà chồng mình có những ai, bố mẹ chồng là ai, ở đâu, làm gì. Người ta không thích thì tôi không hỏi. Nếu anh ấy chia sẻ thì tôi tiếp nhận, còn nếu anh ấy không nói thì tôi không hỏi. Và anh ấy cũng vậy, không bao giờ hỏi về cuộc sống đời tư trước đây của tôi. Đổi lại, sẽ có những điều rất thoải mái, như cuộc sống chỉ có hai vợ chồng. Tôi không phải làm dâu, anh ấy không nói và cha mẹ chồng cũng không tìm đến. Sau 3 năm sang Mỹ, cuộc sống của Ngọc Quyên đã ổn định hơn. Cô bắt đầu mở shop bán mỹ phẩm ở Mỹ và cả kinh doanh online. Trước đó, cũng như nhiều người khác, cô cũng gặp không ít khó khăn trong lúc tìm kiếm công việc và bất đồng ngôn ngữ ở xứ người. Ngọc Quyên, siêu mẫu dại dột và lận đận nhất showbiz Việt, vụng vỡ vì giấc mơ lọ lem trên đất Mỹ. Một thời gian khá dài, người ta dường như không còn nhắc tới Ngọc Quyên. Lấy chồng rồi sinh con, cô gần như biến mất hoàn toàn khỏi làng thời trang, nơi bản thân từng là một vedette lẫy lừng. Mọi điều về cô giờ chỉ xoay quanh cuộc sống nhiều khó khăn bên Mỹ, và mới đây nhất, người hâm mộ ngỡ ngàng khi biết chân dài lừng danh một thuở đã ly dị với chồng. Nhận định Ngọc Quyên dại dột không phải là ngẫu nhiên mà có. Rất nhiều bạn bè, người quen vẫn nửa đùa nửa thật nói về chân dài đình đám này như vậy. Cô có cả danh tiếng, độ nóng của một siêu mẫu, nhưng lại sở hữu cuộc sống của một người mẫu bình thường. Thời điểm trước khi lấy chồng và sang Mỹ định cư, Ngọc Quyên là một trong những vedette hiếm hoi của làng thời trang Việt. Số đòi chuẩn, gương mặt lạnh lùng pha chút biểu cảm non nớt, Ngọc Quyên từng là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều nhà thiết kế. Lấn sân phim ảnh, Ngọc Quyên cũng gặt hái thành công đáng kể với Mỹ Nhân Kế, để lại dấu ấn trong hàng loạt bộ phim ăn khách khác như Tuyết Nhiệt Đới, Bức Nhảy Hoàng Vũ hay Những Thiên Thần Nhanh Nhạy.
tên tuổi và sự nghiệp, nhưng ít người biết rằng Ngọc Quyên chưa bao giờ có nổi một chiếc xe hơi hay nhà riêng suốt nhiều năm. Đồ của cô cũng không bao giờ là đồ hiệu sang chảnh hay đắt tiền. Thậm chí cô không ngại thừa nhận, cũng muốn mua nhưng em không có đủ tiền. Những thứ mà người mẫu đàn em ít tên tuổi hơn có thể sở hữu nhàn nhãn trong làm mốt vẫn là mơ ước xa xôi của nàng vedette. Lý do chính của sự lạ lùng đó nằm ở chuyện Ngọc Quyên chưa bao giờ có đại gia. Nhiều người hâm mộ hẳn vẫn còn nhớ mối tình lạ lùng của chân dài nổi tiếng này. Một chàng sinh viên đến từ Hàn Quốc, còn rất trẻ và tay trắng hoàn toàn. Chuyện tình của cô được đánh giá là của hiếm trong làng mẫu, khi mà cả hai vẫn ráng tiết kiệm tiền rất lâu mới có thể được gặp nhau. Ngọc Quyên thời điểm đó vẫn đang ở nhà thuê, đi xe ôm đi diễn. Cô thành thật thú nhận, tiền cách xe có vài triệu bạc, em mà đi taxi rồi make up nữa chắc không còn được bao nhiêu. Không ít lần trong các event đẳng cấp, chân dài vedette kia ung dung diện đôi giày mấy trăm ngàn mua ở lề đường Lý Chính Thắng, mặc bộ đồ không thể giản dị hơn. Nhưng đó không phải lý do để Ngọc Quyên quyết định đổi đời bằng mọi giá. Cuộc tình với chàng sinh viên Hàn Quốc kết thúc, rất nhiều người tưởng rằng cuộc hôn nhân với bác sĩ Việt kiều Richard Lê sẽ mở ra một trang mới cho Ngọc Quyên. Chỉ những người quá rõ về tính tình của Ngọc Quyên mới hiểu rằng mọi thứ vốn không giống như đám đông nghĩ. Nếu dễ dàng yêu và lấy đại gia để đổi đời, Ngọc Quyên đã chẳng cần đợi lâu đến như vậy. Cuộc sống vất vả bên Mỹ sau đám cưới của Ngọc Quyên được hé lộ, người ta mới ngỡ ngàng biết rằng lại một lần nữa chân dài dại dột ấy không hề lựa chọn đại gia. Cô vẫn chạy theo tiếng gọi của tình yêu như đã từng làm khi ở trên đỉnh cao danh vọng. Có điều ngay giữa những thứ mà đám đông cho là dại dột kia, Ngọc Quyên vẫn giữ cho mình sự bình thản đáng ngạc nhiên. Cuộc sống khó khăn bên Mỹ bị mọi người xì xăm bàn tán, cô vẫn nhẹ nhàng cho rằng đó là điều bình thường và mình cần phải làm như vậy. Người chồng Việt kiều của Ngọc Quyên không phải là đại gia mà chỉ là một công chức bình thường tại Mỹ. Hay như giữa cơn bão ly hôn, chân dài lận đận ấy vẫn chỉ im lặng trước mọi đồn đoán của miệng đời. Ngọc Quyên vẫn luôn vậy, giản dị, ít tham vọng và toan tính tới mức khó lòng hiểu nổi. Có lẽ Ngọc Quyên thiệt thòi và dại dột hơn những chân dài khác nhiều, nhưng biết đâu đấy, đó lại là cuộc sống khiến cô hài lòng nhất. Bởi ngoài việc không cần phải đánh đổi hay trả giá, thứ cô sở hữu suốt cả cuộc đời vẫn là sự kiêu hãnh và giá trị của một cô nàng siêu mẫu, chỉ bước đi trên đôi chân của chính mình. Phạm Quỳnh Anh và cuộc ly hôn đau đến nghẹn lòng, gái có công mà chồng vẫn phụ. Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm, người ta nhắc nhiều về Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ tài năng xinh đẹp, nhưng cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn và bày tỏ tiếc nuối, gái có công mà chồng vẫn phụ. Giữa những ngày dư luận xôn xao, chuyện ông bầu Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh đã đường ai nấy đi, nữ ca sĩ đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy trĩu nặng trên trang Instagram cá nhân. Ngày hôm qua quả thực là một ngày khó quên, ám ảnh đến mức hôm nay mình vẫn nhớ như in, và ngày mai hay sau này cũng chưa chắc đã quên được. Cuộc sống trên đời ngần ấy năm với những vết thương chằng chịt và nỗi đau chất cao như núi. Dù thế, chưa bao giờ mình muốn bản thân phải tiêu cực đến mức sinh bệnh, nhưng kết cục là hôm nay đổ bệnh thật. Vào thời điểm bấy giờ, hàng loạt tin đồn dấy lên, nhưng người trong cuộc không hề lên tiếng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Tuy nhiên chỉ vài dòng tâm sự đủ cho thấy tâm trạng bất ổn của nữ ca sĩ lúc bấy giờ. Cho đến khi tin tức Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh chính thức đệ đơn ly hôn, dù đã đoán trước được phần nào, nhưng người hâm mộ không khỏi đau lòng tiếc nuối. Trước khi tiến đến hôn nhân, Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh từng là cặp đôi được yêu mến khi có mối tình đẹp kéo dài suốt 10 năm. Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2012, cùng nhau gây dựng nên tổ ấm 6 năm và có hai cô công chúa nhỏ xinh xắn. Vào thời điểm nhiều năm trước, Phạm Quỳnh Anh được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám HAT, là nhóm nhạc được dìu dắt bởi ông bầu Quang Huy. HAT hoạt động được một thời gian không quá dài, bởi các thành viên sau đó đều tách ra hoạt động độc lập. Tuy nhiên, những dấu ấn rực rỡ của HAT vào thời điểm bấy giờ là không thể phủ nhận, cũng chính là bước đệm cho sự nghiệp ca hát của Phạm Quỳnh Anh. Một thời gian sau khi lập gia đình và sinh con, Phạm Quỳnh Anh lặng lẽ lui về hỗ trợ công ty của chồng, không hoạt động showbiz nhiều như trước. Vào thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ ca sĩ đã lựa chọn gia đình, lựa chọn đánh đổi sự nghiệp cho thiên chức của một người mẹ, người vợ tận tâm vì tổ ấm. Khi hàng loạt tin đồn xuất hiện, không ít thông tin cho rằng sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân Quang Huy - Phạm Quỳnh Anh là do có sự xuất hiện của người thứ ba. Thậm chí trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, Phạm Quỳnh Anh bật khóc khi được hỏi về hôn nhân, còn Quang Huy liên tục từ chối trả lời báo chí. Nhiều người chỉ biết bày tỏ tiếc nuối cho một người phụ nữ thành đạt,
từng một thời tỏa sáng xinh đẹp như Phạm Quỳnh Anh. Kết thúc duyên phận vợ chồng, dù lý do là gì, người phụ nữ vẫn luôn là người thiệt thòi hơn cả. Phạm Quỳnh Anh là một ví dụ điển hình nhất. Có lẽ nữ ca sĩ đã trải qua những tháng ngày tồi tệ của cuộc đời, bởi tổ ấm là thứ tài sản quý giá nhất đối với người phụ nữ đã ngoài 30. Với từng ấy năm hy sinh vì gia đình, đứng sau ánh đèn sân khấu để vun đắp một tổ ấm hạnh phúc, hy vọng Phạm Quỳnh Anh có thể mạnh mẽ, vượt lên tất cả những tổn thương, trở lại thành công với sự nghiệp ca hát.